Ai chà, nhiều cấu hình thế nhỉ? Ai gọi này? Alo. Ừ rồi rồi, cần build PC đúng không? Có, bên tôi nhiều lắm. Sao, cần cấu hình 13 triệu này. Mới, được, 100%. Thế yêu cầu nào? Đẹp đúng không? Mạnh vừa phải à? 13 triệu mạnh vừa phải là chắc chắn rồi. Thế màu sắc cần như nào? Hắc bạch vô thường, trắng đen lẫn lộn à? Rồi, ok. Đợi một chút tôi gửi ngay qua cho một cấu hình nhá. Rồi, ok. Cái gì cơ? Phải quà tặng nữa à? Có, yên tâm, chắc chắn có. Rồi, ok. 13 triệu đồng à? Sao lại vô tình nó lại có một bộ PC ở đây nhỉ? Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với 13 triệu đồng chúng ta sẽ có một cấu hình sử dụng cho cái mục đích gaming nó sẽ như thế nào. Quay trở lại một chút với cái vấn đề là 13 triệu đồng. 13 triệu đồng, đó là một con số mà chúng ta có thể đầu tư được một cách dễ dàng. Anh em học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể xin phụ huynh đầu tư cho chúng ta một cấu hình, vừa phục vụ cho công việc, học tập và có giải trí một chút. Ví dụ như cho, à nhầm, ví dụ phần mềm học tập Adobe Valorant chẳng hạn. Đấy, đấy cũng là một phần mềm mà chúng ta quan tâm. Thì với cấu hình 13 triệu, chúng ta sẽ có những cái linh kiện, ví dụ như là CPU đang sử dụng ở đây là mới nhất là CPU Intel Core i3 13100F 4 nhân 8 luồng xử lý. Thì với cái dòng Intel thì Gen 13 là mới nhất rồi, thế nên chúng ta sẽ không cần phải băn khoăn đắn đo như lo lắng. Có thể là bây giờ anh em nhìn thấy là chúng ta đang có một hệ thống tản nhiệt khí Deepcool 400 ở đây. 400 phải là 400.000 nhá. Cái tản nhiệt khí thì tên nó là như vậy. Thì cái hệ thống tản nhiệt khí này sẽ có 4 ống đầu và anh em sẽ nghĩ rằng CPU Intel Core i3 bị nóng đúng không? Không hề, CPU Intel Core i3 nó không hề nóng, kể cả chúng ta có đậy kín hết mọi thứ vào nó cũng sẽ không nóng. Thế nhưng tại sao mình lại trang bị là hệ thống tản nhiệt khí rồi? Đơn giản thôi, để đảm bảo yếu tố đẹp của sản phẩm. Tản nhiệt khí trông này có đẹp không? Rõ ràng rồi, đẹp như thế này cơ mà. Trông cái bộ PC của chúng ta trông nó sẽ đầy đặn hơn, bởi vì chúng ta bỏ ra 13 triệu đồng, cái cấu hình bây giờ nó có rất là nhiều chúng ta lựa chọn, nhưng chúng ta vẫn cần phải đảm bảo yếu tố đó là đẹp. Thì thêm vào tản nhiệt khí nó sẽ giúp cho bộ PC chúng ta đẹp hơn, và thêm vào đấy là vì lại thống tản nhiệt khí, thế nên cái khả năng tận dụng về lâu về dài, 1-2 năm thì không nói, nhưng 3-4 năm chúng ta vẫn có thể sử dụng lại hệ thống tản khí này. Chúng ta chỉ cần thay gông thôi và chúng ta sẽ có sử dụng cho những cấu hình, những cái mẫu CPU đời mới tiếp theo, không cần phải thay tản nhiệt. Lâu dài đấy, hợp lý. Hệ thống mềm được sử dụng ở đây là H610. Thì H610 phiên bản gọi là mới nhất thuộc dòng H-Series dành cho CPU Gen 13, nó được tối ưu dành cho những cái bộ CPU này rồi. Thì với phiên bản H610 này, theo đánh giá cá nhân của mình là thuộc dòng Acer Prime, nó sẽ phù hợp nhất là với CPU Intel Core i3. Hoặc là anh em thích nâng cấp đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể nâng lên thành Intel Core i5 12400 hoặc là 13400, vẫn hoàn toàn thoải mái. Và bởi vì thuộc dòng H, thế nên khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó chỉ có tối đa là 2 slot RAM thôi. Và vì thế để tối ưu nhất, mình đã sử dụng là 2 thanh RAM ADATA XPG để đảm bảo được rằng là chúng ta có 16GB để có thể sử dụng. Và mình đã có làm một video liên quan đến việc rằng 8GB RAM nó có đủ để chúng ta sử dụng cho năm 2023 hay không. Và kết quả 8GB RAM nó chỉ phù hợp với những cái gọi là cấu hình nó phải mạnh ấy, bởi vì là 8GB RAM nó sẽ hơi ít. Và bây giờ chúng ta sử dụng 16, nó sẽ phù hợp nhất để trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa chúng ta sẽ không cần phải nâng cấp thêm. Và GPU được sử dụng ở đây là GTX 1650. Suy nghĩ một chút nhỉ? Anh em sẽ suy nghĩ rằng là GTX 1650 nó sẽ hơi yếu một chút. Thì mình đồng ý với một điều rằng xét trên mặt bằng chung hiện tại, trên những phiên bản card họa ra mắt trên thị trường, thì GTX 1650 nó gần như là phiên bản gọi là mức giá với hiệu năng bình thường nhất để chúng ta có thể chọn mua rồi. Nhưng anh em hãy nhìn vào mức giá của sản phẩm 13 triệu đồng và chúng ta chọn mua tất cả thành phần linh kiện mới nhất, thì GTX 1650 nó là cái option lựa chọn mình nghĩ là tốt nhất. Thì cái phiên bản ở đây là phiên bản Top Gaming, sẽ có một ống đồng để tản nhiệt cho hệ thống và sẽ không sử dụng thêm những cổng cấp nguồn nữa. Và vì thế khi mà anh em đang trong cái giai đoạn là tiền điện tăng giá, thì một CPU Intel Core i3 của em GTX 1650 nó sẽ giúp cho cái hóa đơn trả tiền điện của anh em nó thoải mái hơn. Tiếp theo là gì nhỉ?
Đúng rồi, những thành phần linh kiện này thì phải có chỗ để cất vào chứ. Thì đây là bộ vỏ cây đến từ Keno Esports. Anh em nhìn đằng trước ba quả led RGB, anh em tưởng tôi lắp vào đúng không? Không, nó đã có sẵn rồi. Thì với em Keno Esports này, ba quạt RGB đằng trước nó cũng là màu trắng luôn, nó có led và nó được tặng kèm ở trong cái vỏ cây này luôn. Tức là anh em mua về, chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ để chúng ta có thể sử dụng rồi. Anh em sợ kiểu trong cây bị bí đúng không? Chúng ta có ba quạt để hút gió mát vào và thổi ở bên trong, làm mát cho những hệ thống kiểu nó thoải mái hơn và anh em làm khó cẩn hơn tí nữa nhé. Ôi, bên trên không cẩn được, nhưng đằng sau thêm một quạt nữa, chắc chắn nó sẽ tối ưu nhất cho cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Vậy là hết rồi nhỉ? À quên mất, nãy chúng ta nói quà tặng đúng không? Anh em đoán xem quà tặng là gì? Chúng ta đang thiếu gì ở đây? Đó chính là SSD. Thì khi mà anh em mua cái cấu hình này tại TNC Store thì anh em sẽ tặng kèm theo một độ SSD Western Digital SN570 với dung lượng là 240 hoặc là 256. Mình nói nhầm, gộp hai cái vào với nhau lại thành nhầm mất ổ SSD. Thì thật ra thì 240 hay là 256 nó chỉ là cách nói, cách quy đổi theo từng hệ quy chiếu khác nhau thôi. Còn về mặt thực tiễn chúng ta cắm vào đó là như nhau. Thì với cái dung lượng SSD như vậy, thứ nhất là chúng ta sẽ để ra khoảng chừng từ 100 đến 120GB để cái win. Còn lại chúng ta để lưu trữ game. Thì với cái một ổ SSD rơi khoảng chừng là 256GB, chúng ta hoàn toàn có thể cài được những tựa game online trên thị trường. Và khi mà chúng ta sử dụng ấy, anh em hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một ổ HDD nữa để chúng ta có thể lưu trữ một cách thoải mái hơn. Với cấu hình như này, chúng ta có gì? i3 Gen 13 GTX 1650 16GB RAM. Thì cái option lựa chọn để chơi game tốt nhất sẽ là chơi game trên màn hình có độ phân giải là Full HD. Và những cái tựa game chúng ta chơi là những cái tựa game online. Và không có nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn phần trải nghiệm hiệu năng. Khởi động nhẹ nhàng vẫn phải là Liên Minh Huyền Thoại rồi. Đây anh em mình setting nhá, mình để là QHD rất cao, bật khử răng cưa lên. Thì cái mức loát thì là 40%, FPS là khoảng 240. Đây là chúng ta chưa bước vào giao tranh, chúng ta vẫn đang đi loanh quanh thôi. Mình ngửi được mùi sắp giao tranh rồi đấy. Anh em đoán xem thì khi mà giao tranh thì mức FPS sẽ là bao nhiêu. Thì đấu ở ARAM này thì so với Summoner Rift thì nó cũng xem nhau khi mà chúng ta giao tranh nhiều và thường xuyên. Đấy anh em, đợi tôi tí, mở một quả giao tranh. Đây, khi mà cam ma trưởng thì là từ 210 xuống 219. Nói chung cũng khá kiểu cơ bản. À, thế này trông không giao tranh được rồi. À, đây bắt đầu giảm rồi này. Đây giảm từ 200 xuống 178. Khá là ok. Thế như tôi thấy thì cái này là do cái ui giời, quá tuyệt vời. Cái này là do con i3. Con i3 13100 này xung nhịp nó khá là tốt. Xung nhịp là 4.6. Thì con này là 4.6, thế nên khi mà kiểu chơi game ấy nó khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng, bởi vì game này nó cũng sẽ chỉ là ăn đơn nhân thôi. Đấy, sau khi bước vào giao tranh hơn 150, còn sau khi xong là 230. Anh em thấy như vậy là ok chưa? Tất nhiên thì với 13 triệu đồng chúng ta sẽ cần mong muốn nhiều hơn thế. Và cái sự mong muốn của chúng ta nó sẽ nằm ở cái phần nhiệt độ của CPU. Anh em nhìn nhiệt độ của CPU kìa, 40 độ C. Các anh em nào mà kiểu nhiệt thủ một tí thì nhìn thấy 40 độ C khi mà chơi game thì đã đủ ấn tượng hay chưa? Mình là mình thấy hợp lý ở đấy. Cái khoản đầu tư của chúng ta như vậy là quá ấn tượng. Thôi, sang game mới đi, nên mình tạm tẹt thế thôi. Anh em cùng cha khác ông nội của nhà Red Game, Valorant. Úi chạy. Đây, anh quên mất, mình chưa xong setting trước nhỉ? Đấy, setting trực tiếp nhá. Real time luôn, Full HD nhá. Màn hình thì nó hiển thị xa là 4K, nhưng mà đây, độ phân giải là Full HD. Đấy, cao nhá. Đó, cứ cao. Đấy, cao hết mọi thứ luôn. Đây. Úi xa. Bắn nhau. Nói chung là game này là một game thuộc engine mới, nó tối ưu khá là tốt. Cái GPU hiện tại nó là 96% và cái mức FPS là khoảng 200. Thế nên là anh em nào mà chơi những cái màn hình 144Hz và đầu tư cho một cái cấu hình khoảng 13 triệu đồng đó, thì đây cũng là một cái mà anh em tham khảo. Tất nhiên là chúng ta có nhiều option để anh em là tham khảo thêm, nhưng mà đây với option mình đang có kiểu CPU thì mát 43 độ C, GPU 9 độ C, đấy, 200 FPS, 13 triệu đồng, làm thêm màn hình 4 triệu nữa, 17 triệu, ui chà, kiểu chơi game nó tuyệt vời hết nước chấm. À, tất nhiên thì đây là bản deathmatch rồi, bản deathmatch thì nó sẽ không có cái skin, dùng skin nhiều ứng hơn thì mình đoán giờ khoảng chừng 150, 150 thì vẫn thoải mái để anh em chơi màn hình kiểu 144Hz. Về cơ mặt cơ bản thì là thế.
hay là mình ở nhà mình còn dùng một màn hình kiểu 180Hz, mình chơi game nó còn kiểu khổ hơn này cơ, nên là thấy này kiểu hợp lý, thấy hợp lý dần đều đấy. Thì đây là em GTX 1650 thì rơi khoảng chừng 4GB VRAM. Cái game này nó chỉ ăn khoảng chừng là 2GB VRAM thôi, nên là chúng ta sẽ không cần phải lo cái vấn đề về thiếu VRAM. Còn ở sau game này thì mình sẽ test thêm một tựa game nữa cũng bắt nhau, mình sẽ test sang CS1 thôi. Cấu hình như này thì đa số anh em chắc chắn là phải chơi CS1 rồi, thì mình chuyển sang CS1 nhé, không Valorant nữa. Ui chà, CS:GO loát khá cao ấy nhỉ, anh em nhìn đấy, đây nhá, GPU nhá, loát 99%, ok chưa, uy tín chưa, dình FPS 300, ui chuyện à không, chạy internal thì nó 300 thôi, chạy ra ngoài cái để xem xuống còn bao nhiêu nào. Sao đây, để mình chạy ra ngoài, đây chạy ra ngoài còn 230, thì mình đoán là nếu mà chúng ta chơi kiểu chơi chơi mờ thì chắc là được 100, 190 nếu mà nhiều bom. Được đấy, được 190 nhiều bom đấy. Chứ thoải mái, 650 tính ra là ngon đấy chứ. Nhưng chủ yếu mình nghĩ là do đến từ con CPU nữa. Mặc dù cái game này anh em nhìn thấy là cái việc load của cái GPU hiện tại đang là 100% rồi, nhưng mà cái xu nhịp của CPU nó cũng sẽ đóng một vai trò khá nhiều đến cái chạy hiệu năng thực tế của chúng ta. CPU thì 40 độ mát rồi sẽ không phải bạc. GPU thì con 1650 này nó không sử dụng cổng cấp nguồn, và tản cũng có thêm ống đồng nữa, thế nên là nhiệt độ 100% sẽ dưới 60 độ C. Ở đây thì mình đang sử dụng phòng điều hòa, phòng điều hòa của mình hiện tại giờ khoảng chừng 26 độ C. Chứ mà bắn deathmatch thì cho nhanh thôi, mình bắn mờ thì có lâu với lại hay bị khóa nick nữa. Bắn mờ không cẩn thận nó dễ bị khóa nick nữa. Bắn liên hoan à? Chín hết. Cái bộ này để mình tính vui vẻ nhá, tính điện phát nhỉ. 70 này, điện của GPU 70, CPU khoảng 40 đi. Để bốn bao nhiêu? Bốn là 101. Úi chà, 101, 210. 210W. 210W chúng ta chơi game cả tháng, khéo chắc mất vài chục số. Anh em nào mà kiểu là chuẩn bị thuê bị ở trọ ấy, anh em mà cần thì có thể thử qua. Sao nó vừa xiên mình một phát đấy. Mà không sao. Mà chúng ta sang một tựa game khác đi, cũng là của Valve, gọi là con cưng của Valve, Dota 2 gọi Dota 3 thì biết chuẩn chứ giờ ai gọi Dota 2 nữa. Em nhìn thấy không, trông kiểu giống mình chơi không? Không, tôi không biết chơi đâu, người khác chơi đấy, phải xem lại thôi đấy. Thi thoảng hơi giật tí là do mạng VNPT nhá anh em nhé. À không, nhầm, mạng bạn 4 chữ, tôi dùng mạng 4 chữ nên thi thoảng chơi game hơi giật một tí. Để xem nào, tính ra là GTX 1650 loát đến khoảng chừng 80%, kiểu 140 FPS. Có thể đây gọi là giới hạn của GTX 1650 tại thời điểm hiện tại, nó gần đến giới hạn rồi đấy. Ở một số tựa game vừa nãy anh em nhìn thấy là mức FPS nó vẫn khá là cao, kiểu 200-300 thì dĩ nhiên rồi. Đây là một tựa game chúng ta thấy là khoảng 130-140 thì khoảng 13 triệu đồng, 650 i3 chơi game online ở khoảng 2 năm là thoải mái. Còn nếu mà sau này chúng ta kiểu nâng cấp thêm thì nó sẽ khó hơn nhiều. Đây, những cái tựa game này thì nó sẽ không ăn hết được con CPU i3 đâu. Những cái tựa game online ấy nó chỉ ăn khoảng chừng 2 nhân thôi. Kể cả nếu chúng ta có ăn đến 4 nhân thì nó cũng sẽ chỉ ăn đến khoảng chừng 50%. Nó như này là ăn 2 nhân nhá. Loát 83% này đấy, 73W và 58 độ C. Quá mát mẻ. Đây, anh em thấy không? Và vào combat thì tụt xuống khoảng chừng là 112. Nên là anh em nào mà chơi Dota 2 thì mình nghĩ là chúng ta có thể chuyển sang cái chế độ giảm cái tính xuống một chút để lấy FPS cao hơn. Đây, mình thao tác trực tiếp luôn đi, nói miệng thì mình thao tác trực tiếp đi cho nó chuẩn chỉ. Đây, cái phần video này hiện tại đang là best looking nhá. Về faster watt xem bao nhiêu này. Đấy, về faster đấy, lên ngay 200. Cái giới hạn của tựa game này thì sẽ là 240, thế nên là watt 200 này là cao đấy. Để xem vào combat thì xem bao nhiêu nào. Chưa thấy combat. Combat nhẹ xuống khoảng 150. Ok, 150 thì chơi màn hình 144Hz là vừa đẹp, hợp lý. Còn mình nghĩ là mình sẽ không test những cái tựa game offline đâu, bởi vì là tựa game offline với cái cấu hình này thì sẽ là hơi quá. Hay là thử qua nhỉ, hay thử qua một số game xem như nào nhỉ. Thử đi,
thử thêm game nữa thì xem hiệu năng nó có ổn hay không. Cyberpunk Cyberpunk thì gọi là game offline không nhỉ? Không, thật ra là trong cái SD này của mình cài được mỗi thêm Cyberpunk nữa thôi. Mạng 4 chữ tải game lâu quá. À đây, setting đúng không? À, setting của game nhé. Đấy, lâu, tất nhiên rồi. Quick preset phải lâu rồi. Những cái tính năng DLSS thì không bật được là cái chắc chắn rồi. GTX 1650 bật được không bật loạn. Đây chỉ bật được những cái tính năng này thôi. Và FPS thì đạt được khoảng chừng là gần 60 FPS. Đấy, anh em thấy không? 1650 ấy, như mình đã bảo rồi, nó hợp cho game online thôi. Game offline nặng lắm, hoặc là một số tựa game kiểu AAA ấy, nó không chơi được đâu, nặng lắm. Nó hơi quá. Đấy, để mình xuống mình rút súng ra mình nghịch tí xem nào. Đấy, ấy giờ ở bắn súng thì giảm đi khoảng chục FPS. Ôi. Game này thì được tối ưu lại rồi, thế nên là mình nhìn trông nó có vẻ là nó kiểu nó không bị mờ. Nhờn. Anh em đợi tôi tí, tôi đấu súng để xem mức FPS nào. Ok, trải nghiệm ok đấy. Mình nghĩ là nếu mà anh em nào cố đấm ăn xôi cái game này thì chúng ta nên chơi độ phân giải HD. Trông game trông sẽ hơi buồn cười một tí, nhưng ít nhất là chúng ta chơi được. Thôi, chết rồi. Thật ra thì mình chơi game nó cũng hơi gà một chút, nhưng không sao, nó vẫn là chơi gà thôi. Chứ nó sử dụng bộ PC đẹp thì không giúp mình chơi game tốt hơn, nhưng nó lại giúp cho chúng ta có cái gì? Có một cái góc làm việc nó đẹp hơn khi mà anh em sử dụng cái cấu hình mình đang có ở đây. Chúng ta có PC trắng, oai trắng, hắc bạch vô thường, tản trắng, vỏ cây trắng, cạc đen. Hợp lý. Thì cái bộ PC chúng ta bây giờ cấu hình dễ mua rồi, chọn phát có luôn. Nhưng anh em nghĩ sao khi chúng ta đặt lên bàn một bộ PC trắng này có LED, nó trở thành một cái điểm nhấn ở trong cái góc làm việc, cái góc học tập, cái góc chơi game của chúng ta. Nó giống như một cái món đồ decor ở trong phòng. Và nếu anh em nào mà quan tâm ấy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Hoặc là anh em cảm thấy là 13 triệu đồng tôi muốn một cấu hình khác thì anh em hoàn toàn có thể comment ngay dưới phần bình luận, thì mình sẽ làm thêm những cấu hình cho anh em. Hoặc là anh em thích những cái gọi là cái option nó lớn hơn, anh em không thích 13 triệu, thích kiểu 130 triệu cơ, thì mình sẽ để sẵn một cái form Google, anh em có thể điền vào và chúng mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em luôn. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.